Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường thêm xuống nước ta. Dưới tác động của khối không khí lạnh tăng cường cộng thêm những cơn mưa của đới gió đông, nên lúc này nhiệt độ ngoài trời ở các tỉnh miền Bắc khá là thấp, chỉ trong khoảng từ 16 đến 18 độ ở vùng núi và từ 19 đến 21 độ ở khu vực đồng bằng ven biển. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường thêm xuống nước ta. Những cơn mưa của đới gió đông thì vẫn còn duy trì ở khu vực phía đông bắc bộ. Vì thế, nền nhiệt ở khu vực này tăng rất chậm, biên độ tăng chưa tới 1 độ 1 giờ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía đông bắc bộ chỉ trong khoảng từ 22 đến 24 độ. Còn đối với khu vực phía tây bắc bộ, ảnh hưởng của không khí lạnh ít hơn, mưa cũng không xảy ra nên nhiệt độ ở mức cao là từ 26 đến 28 độ. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh mở rộng vùng ảnh hưởng xuống phía nam, cả dọc miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi và phần phía bắc của tỉnh Bình Định sẽ có mưa trên diện rộng. Trong đó, khu vực phía nam của tỉnh Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Nam là vùng có mưa vừa mưa to, với lượng mưa trong ngày và đêm nay từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm. Mưa nhiều nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế giảm xuống còn 23 đến 26 độ. Khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng xuống đến Quảng Ngãi cũng xảy ra mưa to, nhưng tác động của không khí lạnh yếu hơn, vì thế nền nhiệt nhỉnh hơn sẽ ở mức từ 26 đến 28 độ. Còn khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận sẽ có mức nhiệt là 29 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay sẽ có được thời tiết tạnh giáo, có nắng gián đoạn từ sáng đến đầu giờ chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên duy trì trong khoảng 27 đến 30 độ, còn khu vực Nam Bộ có mức nhiệt là 30 đến 33 độ. Sau đó, đến chiều và tối ở khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông rải rác. Ở Nam Bộ sẽ có mưa xấp xỉ nhiều nơi, riêng một số nơi ở ven biển miền Tây có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Trên biển, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 cho đến 4 mét. Khu vực giữa và Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, mưa rào xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi có dông. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.